Thank you.
tỏ ra rất là tiếc nuối đúng không? Và đáp án chính xác là 9/18. Chúc mừng Quang Vinh có thêm 40 điểm, 30 điểm thuộc về 9 lần. Và Kế Liên thêm 2 điểm. Chỉ ngay ở câu hỏi đầu tiên thôi thì khoảng cách về điểm số đã được